Nữ thần công lý là ai? Ý nghĩa của nữ thần công lý? Vẫn là chương trình quảng cáo ở đầu video thì có nhiều bạn hỏi về cái cây gậy selfie mình hay dùng để quay video nè. Thì cái gậy đó mình thường dùng để làm cái chân máy để quay luôn. Nhưng mà nó có cái đèn, như các bạn thấy cái ánh sáng từ mặt mình đó là do cái đèn nó phát sáng ra đó. Thì cái đèn này rất là tiện, nó làm cho da mặt của mình mịn nè. Và cái chân máy này các bạn có thể kéo dài ra trở thành một cái gậy selfie được luôn. Rất là tiện dụng và khi gấp lại nó rất là nhỏ, như cái remote TV thôi. Có thể mang đi bất cứ đâu rất là tiện. Hiện cái chân máy này đang bán trong TikTok shop của mình với giá rất là ưu đãi, hãy mua ngay đi. Thì cái nữ thần công lý này ở Việt Nam các bạn ít thấy, nhưng mà ở các tòa án phương Tây, nhưng mà những nước theo cái chế độ của Anh á, ví dụ như là Hồng Kông vân vân, các bạn sẽ dễ dàng mới gặp được cái hình ảnh vị nữ thần công lý này. Thì vị nữ thần công lý này có tên tiếng Anh là Lady Justice, và có nhiều ý kiến cho rằng là cái vị nữ thần công lý này là sự kết hợp giữa hai vị thần. Đầu tiên là vị thần Themis, tức là thần công lý trong thần thoại Hy Lạp, bà này là vợ của Zeus. Vị thứ hai là nữ thần Justilia ở trong thần thoại La Mã, bà này cũng là thần công lý nhưng mà trong thần thoại La Mã. Thì bà đầu tiên là bà Themis là nữ thần công lý và luật pháp, là vợ của Zeus, luôn bên cạnh Zeus và tư vấn tất cả về công lý và luật lệ cho Zeus. Còn cái bà thứ hai là nữ thần Justilia, bà này trong thần thoại La Mã là ban đầu bà sống chung với loài người, nhưng mà con người càng ngày càng tha hóa và không còn lý lẽ nữa, cho nên bà đã rời bỏ loài người bay lên trời. Sau này bà biến thành chòm sao xử nữ. Ý trong câu chuyện này nói là con người ngày xưa rất là có lý lẽ, nhưng mà càng về sau thì vì những cái tham vọng, những cái quyền lợi mà con người càng ngày càng mất lý lẽ luôn, cho nên là bà phải bay lên trời để bà đảm bảo được cái tính công tâm á. Dù là vẽ hay là điêu khắc ở bất cứ hình tượng nào thì vị nữ thần công lý này cũng có ba thứ, đó là một cái giải bịt mắt, một cái tay cầm cân và một cái tay cầm kiếm, và một cái con vật luôn nằm dưới chân, đó chính là con rắn. Cái việc một tay cầm cân, một tay cầm kiếm nó không cố định, có khi là tay phải ta cầm cân, có khi là tay trái cầm cân, nhưng quan trọng là cả hai tay đều cầm cân và cầm kiếm. Thì cái tay cầm cân, cái cân có nghĩa là sự cân bằng, tức là công lý luôn phải được thực thi trong sự cân bằng. Không có bao giờ một bên nào nặng hơn, một bên nào nhẹ hơn hết. Tất cả mọi người khi bước ra với pháp luật đều như nhau hết. Còn cái tay cầm kiếm chỉ là sự quyết đoán, tức là pháp luật bắt buộc phải được thực thi dù ở trong cái xã hội nào hay ở trong cái tầng lớp nào, chỉ sự quyết tâm á. Còn về cái giải bịt mắt thì ban đầu là cái tượng nữ thần công lý này không hề có cái giải bịt mắt, cho tới thế kỷ 16 thì những nhà điêu khắc, những cái nhà họa sĩ người ta mới bắt đầu thêm cái da băng bịt mắt vô cho tượng của bà, để ý muốn nói lên là sự công tâm, tức là bước ra pháp luật thì không cần biết là người quen hay người lạ hay người đó là ai, đều xử như nhau hết. Cái bức tượng nữ thần công lý mà bịt mắt đầu tiên được tìm thấy là ở thành phố Bern, Thụy Sĩ, do nhà điêu khắc tên là Hans Zeng hoàn thiện từ năm 1543 với cái tên gọi là Fountain of Justice. Còn cái hình tượng con rắn thì quá rõ rồi, cái thời đó ngay cả trong kinh thánh cũng vậy, con rắn luôn tượng trưng cho điều ác, cho tội ác, cho nên là nữ thần công lý đạp con rắn dưới chân, chứng tỏ là cái tội ác sẽ phải luôn bị trừng trị, không có khoan nhượng với tội ác. Nói về nền tảng pháp luật đó thì không có một cái cơ sở khoa học nào chính xác hết, nhưng mà nhiều nhà khoa học cho rằng là cái nền tảng pháp luật đầu tiên là ở Hy Lạp. Cái bộ pháp luật này nó tên là Bộ luật Hammurabi. Cái bộ luật này được cho là bộ luật cổ xưa nhất của nhân loại, có từ năm 1792 trước công nguyên rồi. Người ta coi đây là nền tảng đầu tiên của cái công lý cho nhân loại. Rồi từ đó con người mới càng ngày càng hoàn thiện hơn về nền tảng pháp lý và pháp luật. Rồi có câu hỏi là tại sao là nữ thần công lý mà không phải là nam thần? Thì thật ra vẫn có một thần nam về công lý nha mấy bạn. Đó chính là thần Apollo, thần mặt trời. Ông này ngoại trừ đại diện cho mặt trời thì ông này còn đại diện cho chân lý nữa. Nhưng mà hình tượng nữ thần công lý được các nhà điêu khắc và các nhà họa sĩ đã khắc họa quá thành công rồi, nên càng ngày càng nổi tiếng, cho nên người ta dần dần cho rằng nữ thần công lý là nữ thần đại diện cho công lý. Và người ta không nhắc tới ông thần Apollo này trong vai trò thần chân lý nữa.